mới theo mà quý vị trận đấu giao hữu giữa đội Hà Nội Thiên và đội Hà Nội Hà Nội bên giải trọng tài Hoàng Anh Thái Hồng Vương Thành Công Hoàng Anh. Đây chính là đôi đương kim vô địch và đôi đương kim vô địch nam nữ của giải đấu Tuấn Đức và Như Thảo. Oh, chém cầu vào lưới rồi. Điểm số đầu tiên cho Tuấn Đức Như Thảo. Trong sân chém cầu vào lưới rồi, điểm 1-3. Chặn cầu hỏng, điểm 4-1. Sát cầu hỏng, điểm 2-4. Đánh cầu hụt, điểm 5-2. Thì mình đã bình luận hai trận chung kết vừa rồi khá là mệt nên là trận này mình sẽ chỉ quay thôi nha, không bình luận gì nữa nè. Trận đấu giao hữu giữa đội Thành Công và câu lạc bộ Lotus Hà Nội ạ. Nó chỉ mang tính chất giao hữu thôi ạ. Vãi tổn hạ cơ. Thank you.
Số 11-9 rồi. Thank you.
Tuấn Đức, Diêu Thảo và Hoàng Anh, Hồng Cấm chứ. Yes.